Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi Kinh tế Thế giới trên kênh FBNC ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chuyên gia kinh tế Richard Gu thuộc Viện Nghiên cứu Nomura cho biết trong một buổi nói chuyện gần đây rằng từ khi bong bóng nhà đất tại Trung Quốc khủng hoảng, ông nhận nhiều cuộc gọi từ các nhà báo, nhà kinh tế, nhà đầu tư và cả các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh. Câu hỏi quen thuộc là Trung Quốc có đang đi vào vết xe đổ của Nhật Bản hay không? Ông Gu là một chuyên gia có uy tín về kinh tế và tài chính toàn cầu. Ông dành cả cuộc đời để nghiên cứu hậu quả của tình trạng dư thừa khi tích lũy của cải. Khi quá trình phục hồi kinh tế Mỹ sau chiến tranh vùng vịnh thứ nhất bị chững lại vào năm 1991, sếp cũ của ông Gu tại Cục Dự trữ Liên bang New York là chuyên gia tài chính Edward Fry bắt đầu lo lắng về các khoản nợ quá lớn và các tài sản thương mại bị mang ra cầm cố. Ông Friedel lập luận, điều này góp phần nuôi dưỡng chủ nghĩa bảo thủ về kinh tế và tài chính trong doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Do đó, nhu cầu tín dụng của xã hội yếu đi vì các công ty nỗ lực cơ cấu bảng cân đối kế toán. Để mô tả vấn đề này, ông Gu đặt ra thuật ngữ suy thoái bảng cân đối kế toán. Ông Gu sau đó nhận ra Nhật Bản đang gặp vấn đề tương tự, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn khi bong bóng chứng khoán vỡ năm 1989, giá cổ phiếu giảm khoảng 60% trong 3 năm sau đó. Giá bất động sản ở Tokyo liên tục giảm trong hơn một thập kỷ tiếp theo. Cùng thời gian, nền kinh tế cũng rơi vào giảm phát. Ngay cả số tiền để đăng ký làm thành viên các câu lạc bộ chơi golf cũng giảm đến 94%. Nhiều công ty vay mượn để mua bất động sản hoặc cổ phần các công ty khác đã rơi vào hoàn cảnh mất khả năng thanh toán khi tài sản có giá trị thấp hơn nợ phải trả. Tuy nhiên, các tài sản này vẫn có tính thanh khoản tùy theo mức độ. Trước nguy cơ tồn tại hay đóng cửa, nhiều công ty Nhật Bản đã giảm tối đa lợi nhuận để chuyển sang thanh toán nợ. Trong một nền kinh tế hoạt động bình thường, các tập đoàn sử dụng vốn do ngân hàng, hộ gia đình hoặc nhà đầu tư cung cấp để kinh doanh. Ở Nhật, thời kỳ hậu bong bóng, mọi thứ có vẻ khác. Thay vì huy động vốn, doanh nghiệp bắt đầu bung vốn để trả nợ và tích lũy tài chính cho riêng mình. Thâm hụt dần chuyển sang thặng dư một cách mãn tính. Điều này ngăn cản việc mở rộng kinh doanh, ảnh hưởng đến sức sống nền kinh tế, đẩy xã hội vào cảnh giảm phát trong gần 2 thập kỷ. Liệu Trung Quốc có đang đi theo con đường của Nhật Bản hay không? Hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc tích lũy nợ nhiều hơn quy mô GDP đất nước. Giá nhà tại Trung Quốc bắt đầu giảm trong những tháng gần đây. Nhiều công ty bất động sản đang mất cân đối tài chính. Tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng đã chậm lại. Dù ngân hàng trung ương nhiều lần hạ lãi suất, các doanh nghiệp đã giảm đầu tư, giảm bung tiền ra bên ngoài để tập trung trả nợ. Theo nhận định của ông Gu, Trung Quốc đã rơi vào tình trạng suy thoái bảng cân đối kế toán. Dân số đi xuống và căng thẳng thương mại với Mỹ đang khiến cho bức tranh kinh tế thêm ảm đạm. Tuy nhiên, nói đất nước tỷ dân có đi vào con đường của Nhật hay không thì câu trả lời là đúng cũng không hẳn đúng, mà sai cũng không hẳn sai. Vấn đề của Trung Quốc có phần phức tạp hơn. Phần lớn nợ các tập đoàn Trung Quốc đang gánh là nợ của doanh nghiệp nhà nước. Những doanh nghiệp này sẽ tiếp tục vay và chi tiêu với sự hỗ trợ của ngân hàng quốc doanh. Tất nhiên là có sự đồng ý của các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh. Nợ của doanh nghiệp tư nhân phần lớn tập trung vào các lĩnh vực bất động sản. Các công ty này đang cố gắng cắt giảm nợ bằng nhiều cách như giảm đầu tư vào dự án xây nhà mới. Trước tình hình giá bất động sản giảm và nhu cầu mua yếu của thị trường, ngay cả những công ty có vốn mạnh cũng đang chọn cách tương tự. Kết thúc giai đoạn bùng nổ bất động sản ở Trung Quốc, phần nào phản ánh các hộ gia đình đang có tiền ít hơn và ngày càng thận trọng trong chi tiêu. Một số thống kê gần đây cho thấy nhiều hộ gia đình đã cố gắng hoàn trả các khoản vay thế chấp sớm hơn do lo sợ không thể trả được nếu để lâu trong bối cảnh lãi suất cao. Điều này khiến cho tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm. Các thống kê cũng cho thấy nợ của các hộ gia đình đang thấp hơn so với tài sản mà họ sở hữu. Tháng 8 năm 2023, chính phủ Mỹ hạn chế doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng và nhạy cảm của Trung Quốc như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và điện toán lượng tử. Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định đưa ra vào lúc kinh tế Trung Quốc đang khó khăn có thể khiến cho vấn đề nghiêm trọng hơn, đe dọa sự trỗi dậy của cường quốc số 2 thế giới. Kinh tế Trung Quốc rơi vào giảm phát từ tháng 7 năm 2023 trong bối cảnh tiêu dùng cá nhân, nhu cầu tín dụng, hoạt động đầu tư và tâm lý kinh doanh đều giảm. Bất động sản đang có xu hướng rơi tự do khi nhiều công ty lớn gặp khủng hoảng. Theo một số thống kê, bất động sản và các ngành liên quan đóng góp đến 30% tổng GDP của cường quốc châu Á này. Khi căng thẳng thương mại gia tăng,
cộng với chính sách tiền tệ khác nhau giữa hai nước Mỹ, Trung đang tạo áp lực lớn lên đồng nhân dân tệ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tục tăng lãi suất, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc buộc phải giảm để cứu vãn nền kinh tế. Nhiều nguồn vốn được rút ra và chuyển sang gửi ở các ngân hàng Mỹ, khiến cho giá trị của nhân dân tệ liên tục giảm so với đồng đô la Mỹ. Nhân dân tệ giảm có lợi cho xuất khẩu nhưng khiến cho các công ty Trung Quốc khó khăn hơn khi phải thanh toán các khoản nợ bằng đồng đô la. Hiện nay, quan điểm cứng rắn với Trung Quốc nhận được sự đồng thuận cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Và khi cuộc bầu cử 2024 đang nóng dần, cả hai đảng đều muốn chứng minh là mình có khả năng tốt hơn trong việc điều phối các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Do đó, khả năng không nhỏ sẽ có thêm những hạn chế thương mại với đất nước tỷ dân. Hiện nay, Tổng thống Biden đang dẫn trước các ứng viên Cộng Hòa về thành tích kinh tế nói chung, cũng như trong cuộc đối đầu với Trung Quốc nói riêng. Tuy nhiên, đội ngũ hoạch định chính sách của Nhà Trắng phải cẩn thận xem xét như vấn đề của kinh tế Trung Quốc có lan ra toàn cầu hay không. Khả năng không nhỏ khi vốn rút khỏi đại lục thì các sàn chứng khoán sẽ đi xuống, ảnh hưởng đến những nước láng giềng và phần còn lại của thế giới. Nhằm ngăn cản kế hoạch Made in China 2025, cựu Tổng thống Trump đã dựng lên nhiều rào cản thương mại nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Người kế nhiệm là Tổng thống Biden vẫn kiên trì không gỡ bỏ các thuế quan cũ. Ngược lại, ông thay đổi chính sách là hợp tác với đồng minh nhiều hơn, vừa để xây dựng sức mạnh nội tại, vừa để đối phó tốt hơn với Trung Quốc. Một vấn đề đang dần bào mòn kinh tế Trung Quốc là tình trạng thất nghiệp. Khi người dân không có việc làm, không có tiền sẽ không có chi tiêu, hàng hóa không bán được, dẫn đến giảm phát thêm nghiêm trọng. Điều này có nguy cơ đưa Trung Quốc vào thập kỷ mất mát như Nhật Bản trước đây. Giáo sư Paul Krugman, người đoạt giải Nobel Kinh tế, từng nhận xét rằng chưa rõ Trung Quốc sẽ đi theo con đường của Nhật Bản bằng cách nào do nền kinh tế của họ quá lớn và quá phức tạp. Ngoài ra, chính phủ cũng phản ứng khá chậm, chưa đưa ra những cải cách mạnh mẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Ông khẳng định, các nền kinh tế lớn hiện nay đều từng trải qua khủng hoảng nợ. Nhật Bản vào năm 1989, Đông Á và Đông Nam Á vào năm 1997, Nga vào năm 1998, Mỹ năm 2008 và châu Âu năm 2010. Khả năng không nhỏ, nền kinh tế lớn tiếp theo rơi vào điểm Minsky sẽ là Trung Quốc. Theo nhiều chuyên gia, những tín hiệu gần đây cho thấy Trung Quốc vẫn chưa rơi vào giai đoạn suy thoái như Nhật Bản. Ông Ku cũng nhấn mạnh có một sự khác biệt lớn giữa hai nước. Khi Nhật Bản rơi vào suy thoái, bản cân đối kế toán, không ai biết bản chất của vấn đề hoặc ý tưởng để giải quyết. Ngày nay thì các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã nghiên cứu rất kỹ bài học từ nước khác. Giải pháp của ông Ku khá đơn giản. Nếu các hộ gia đình và doanh nghiệp không vay để chi tiêu, ngay cả khi lãi suất thấp thì chính phủ phải làm như vậy. Thâm hụt tài chính của nhà nước bằng cách nào đó nên được bù đắp bằng thặng dư tài chính của khu vực tư nhân thông qua chi tiêu. Theo ông Ku, các quan chức Trung Quốc đến nay vẫn phản ứng tương đối chậm. Thâm hụt ngân sách, bao gồm cả các khoản vay của chính quyền địa phương, đã tăng trong năm nay, khiến cho nguy cơ suy thoái trở nên hiện hữu hơn. Chính quyền Trung ương vẫn có dư địa để vay và chi tiêu thêm, nhưng có vẻ miễn cưỡng làm như vậy. Ông Ku khẳng định đây là chính sách cần thay đổi. Càng để lâu, cái giá sau này phải trả càng cao. Điều này nghĩa là vấn đề của kinh tế Trung Quốc không phải vì khu vực tư nhân muốn ổn định tình hình tài chính, mà chính quyền Trung ương chưa sẵn lòng thực hiện các bước đi mạnh mẽ. Thưa quý vị, chương trình Kinh tế Thế giới của chúng tôi đến đây cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.